mọi người, lại là Thanh đây. Hôm nay Thanh sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm mà thật ra thì cái sản phẩm này có rất lâu ở Anybaby rồi, nhưng mà dạo này Thanh thấy là nhiều bạn review nó lại hot trở lại rồi, và có một số bạn cứ nhắn tin hỏi Thanh á. Thì hôm nay Thanh sẽ làm luôn một cái review nho nhỏ về cái này cho mọi người nha. Để Thanh đưa cho mọi người một kỹ. Đây là Vita 3 xịt mọi người nha. Cái Vita 3 xịt này á, cái công dụng của nó là gì ha? Các bạn cũng biết rồi, hổng rài á, thời tiết miền Nam của mình á là rất là nắng, nhưng mà lại có mưa. Có những hôm đang nắng rồi mưa xuống nhưng mà không được nhiều. Mưa ít xong rồi cái hơi đất xông lên rất nhiều, rất là khó chịu. Những bạn có tiền sử mà bị viêm họng hay bị viêm họng hoặc là những bạn dị ứng thời tiết. Giống như Thanh là Thanh là một người dị ứng thời tiết, những cái thời tiết mà thay đổi soạn soạn như vậy rất là khó chịu luôn. Và bé Trà con của Thanh nó thì là một cái thanh niên mà rất hay bị viêm họng luôn. Thì khi mà có cái Vita 3 này á thì rất là đỡ luôn mọi người ơi. Cái Vita 3 này á thì là cho bé từ 2 tuổi trở lên mới sử dụng mọi người nha. Mọi người nên nhớ là bé từ 2 tuổi trở lên mới sử dụng. Cái thành phần của Vita 3 này á là hoàn toàn từ thiên nhiên và mật ong Manuka, có tác dụng là sát khuẩn và làm dịu cái cổ họng. Nên á, khi mà thời tiết thay đổi á, khó chịu có thể làm cho chúng ta là hơi khó chịu, hơi khan tiếng đồ á, hoặc là cảm giác muốn ho á, thì chúng ta có thể xịt cái Vita 3 này vào cái miệng chúng ta, xịt trực tiếp vào miệng để mà sát khuẩn cái đường hô hấp của chúng ta, để mà hạn chế mà khô cổ họng, hạn chế khô rát. Hoặc là những bạn như là những bạn làm nghề giáo viên, những bạn làm những cái nghề mà phải cần nói nhiều á, thì chúng ta cũng nên thủ sẵn những cái chai này ở trong túi giỏ sách, mang đi đâu cũng rất là tiện, rất là nhỏ gọn luôn. Thì khi mà mình nói nhiều quá, mình cảm thấy là hơi khó chịu, hơi khao cổ thì mình xịt cái này á. Trước khi xài thì nhớ xịt đều nha mọi người nha. Xịt thì sau đó mình đưa vào miệng mình xịt. Cái vị thì Thanh rất là thích cái vị này luôn nha. Tại vì bình thường Thanh rất thích vị bạc hà, nên cái Vita 3 này á là nó có vị bạc hà và một cái vị ngọt nhẹ, ngọt nhẹ của mật ong Manuka mọi người nha. Thì bé từ 2 tuổi trở lên á, thì mỗi lần mình xịt mình có thể xịt là 2 lần, 1 lần cho tới 2 lần, một ngày tầm 3 lần. Còn người lớn mình có thể xịt nhiều hơn, mình xịt 4-5 lần cũng được. Và đặc biệt á là cái Vita 3 này nó có thêm một công dụng, nó làm cái mùi bạc hà rất là thơm. Những bạn mà thích sử dụng những cái dung dịch xịt miệng cho thơm á, thì có thể sử dụng cái Vita 3 này, vừa có thể sát khuẩn cổ họng của chúng ta, làm dịu cổ họng, hạn chế ho như một loại kháng sinh từ thiên nhiên, rồi còn có thể mà làm cho chúng ta thơm miệng. Khi mà chúng ta đang bị ho, chúng ta cũng có thể sử dụng cái Vita 3 này luôn mọi người nha. Chúng ta sử dụng giống như là một dạng thuốc ho thiên nhiên gì đó, có thể xịt để mà hỗ trợ hơn cho những lúc mà chúng ta ho nhiều quá, khó chịu quá, thì chúng ta có thể xịt vô để cho cổ họng mình á nhẹ lại, nó dịu lại. Thì hôm nay Thanh làm một chiếc review nho nhỏ tới đây thôi. Thì một chai này là 25ml. Giá của sản phẩm vẫn là câu nói cũ nha mọi người nha. Giá của sản phẩm thì hãy nhắn tin cho bên Thanh, sẽ rất là rẻ thôi, chỉ có hơn 100 một chút xíu thôi. Tùy theo những lúc mà Thanh gom được sale tốt như thế nào thì Thanh sẽ để giá tốt như thế đấy cho mọi người nha. Nên hãy hỏi giá Thanh hôm nay là bao nhiêu Thanh ơi, Thanh sẽ báo giá cho mọi người hôm nay bao nhiêu nha. Chứ lỡ hôm qua là còn hàng cũ giá cao hơn hôm nay chút xíu mà hôm nay không hỏi là tiếc lắm nha. Bye bye mọi người nha.